Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán Dịch Sa Môn Thật Xoan An Đà, Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 23. Quyển 70 Phẩm vào Pháp Giới thứ 39 phần 11, 34, Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, Phó Thác Thứ Tư, Diệm Huệ Địa. Kinh Văn: Bấy giờ Thiện Tài đồng tử ở chỗ Dạ Thần hỷ mục quan sát chúng sinh, nghe môn giải thoát Phổ Hỷ Tràng, tin hiểu hướng vào, biết rõ tùy thuận, suy ngẫm tu tập, nhớ hết những lời dạy của thiện tri thức, tâm không tạm xả, các căn chẳng tán, một lòng muốn gặp được thiện tri thức, siêng cầu khắp mười phương không giải đãi, muốn thường gần gũi, xin các công đức, đồng một căn lành với thiện tri thức, đắc được hạnh phương tiện, thiện xảo của thiện tri thức, nương thiện trí thức vào biển tinh tấn, trong vô lượng kiếp thường chẳng xa lìa. Nguyện như vậy rồi bèn đi đến chỗ Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức. Giảng giải: Lúc đó Thiện Tài đồng tử ở chỗ Dạ Thần hỷ mục quan sát chúng sinh, lắng nghe pháp môn giải thoát Phổ Hỷ Tràng, sinh tâm tin sâu hiểu rõ mà hướng vào pháp môn này. Ngài biết rõ tùy thuận, suy ngẫm tu tập pháp môn này, Ngài tưởng nhớ hết những lời dạy của thiện tri thức, tâm không lúc nào tạm xả lìa. Lúc đó các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của Ngài đều chẳng bị ngoại trần lay chuyển. Ngài một lòng muốn gặp được thiện tri thức, siêng cầu khắp mười phương pháp giới mà không giải đãi. Ngài muốn thường gần gũi thiện tri thức để sinh ra tất cả các công đức, muốn đồng một căn lành với thiện tri thức. Ngài đắc được pháp môn phương tiện thiện xảo của thiện tri thức, nương thiện tri thức vào biển tinh tấn trong vô lượng kiếp, thường chẳng xa lìa thiện tri thức. Đời đời kiếp kiếp đều muốn gần gũi thiện tri thức. Thiện Tài đồng tử nguyện như vậy rồi bèn đi đến chỗ Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức. Đây là Diệm Huệ Địa thứ tư, là pháp Bồ Đề phần an trụ tối thắng, thiêu đốt củi phiền não vì Huệ Diệm Tăng. Thiện Hữu là chủ Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, khởi hạnh tinh tấn vì Phổ Cứu Chúng Sinh Trí Diệm Cát Tường, xưng là Diệu Đức. Bấy giờ vì Dạ Thần, vì Thiện Tài đồng tử thì hiện thần lực giải thoát, Bồ Tát điều phục chúng sinh, dùng các tướng tốt trang nghiêm thân mình, ở giữa lông mày phóng ra đại quang minh tên là Trí Đăng Phổ Chiếu Thanh Tịnh Tràng, có vô lượng quang minh dùng làm quyến thuộc, quang minh đó chiếu khắp tất cả thế gian, chiếu thế gian rồi nhập vào đỉnh đầu Thiện Tài, sung mãn thân Thiện Tài. Lúc đó vị Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, vì Thiện Tài đồng tử thị hiện thần lực giải thoát, Bồ Tát điều phục chúng sinh. Hôm trước có người nói, Thiện Tài đồng tử đến chỗ thiện tri thức thưa hỏi, nhưng Bồ Tát chẳng trả lời câu hỏi của Ngài, đó đều là trả lời mà. Đây là mỗi vị Pháp Thần Đại Sĩ dùng thân làm khuôn phép, đem pháp môn của Ngài tu thành như thế nào, ở trước vị Phật nào phát tâm Bồ Đề, để nói với Thiện Tài đồng tử, đây là giải đáp Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh như thế nào, tu Bồ Tát đạo như thế nào, chỉ bày pháp môn tu hành của Ngài. Sở dĩ vị Dạ Thần thị hiện thần lực Bồ Tát làm thế nào điều phục chúng sinh giải thoát, Ngài dùng đủ thứ tướng tốt để cho nghiêm thân của Ngài, ở giữa lông mày của Ngài phóng ra đại quang minh tên là Trí Đăng Phổ Chiếu Thanh Tịnh Tràng Tam Muội, có vô lượng quang minh dùng làm quyến thuộc của Tam Muội đó, quang minh đó chiếu sáng khắp tất cả thế gian, chiếu khắp thế gian rồi quang minh bèn nhập vào đỉnh đầu của Thiện Tài đồng tử, dung mãn thân của Ngài. Vì Dạ Thần hiện quang gia trì, Thiện Tài đồng tử nhờ quang minh mà được lợi ích. Bấy giờ Thiện Tài lập tức đắc được Tam Muội Thanh Tịnh Luân, được Tam Muội này rồi đều thấy ở giữa hai nơi của hai vị Dạ Thần hết thảy tất cả bụi đất, bụi nước và bụi lửa, hạt bụi kim cang mani các báu, hoa hương anh lạc, các đồ trang nghiêm, tất cả hết thảy bụi như vậy. Lúc đó Thiện Tài lập tức đắc được Tam Muội Thanh Tịnh Luân. Đây là do ba nghiệp sáu căn đều lìa chướng nên rốt ráo thanh tịnh, tức tịnh trí viên mãn, diệt chướng là luân nên chỗ thấy vô ngại. Đắc được Tam Muội này rồi thì đều thấy ở giữa hai nơi của hai vị Dạ Thần hỷ mục quan sát chúng sinh và Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, hết thảy tất cả bụi đất, bụi nước và bụi lửa, hạt bụi kim cang mani các báu, hoa hương anh lạc, các đồ trang nghiêm, tất cả hết thảy bụi như vậy. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong mỗi hạt bụi đều thấy các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật thành hoại, và thấy tất cả đất nước gió lửa các đại tích tụ, cũng thấy tất cả thế giới vận hành với nhau đều nhờ địa luân giữ gìn mà an trụ, đủ thứ núi biển, đủ thứ sông ngòi, đủ thứ cây rừng,
đủ thứ cung điện như là cung điện trời, cung điện rồng, cung điện dạ xoa, cho đến cung điện phòng ốc của ma hầu La Già, người chẳng phải người, địa ngục súc sinh, cõi Diêm La Vương, tất cả chỗ ở, các cõi luân chuyển sinh tử đến đi theo nghiệp thọ báo, thảy đều khác biệt, chẳng có gì mà chẳng thấy. Trong mỗi hạt bụi, thiện tài đồng tử đều thấy các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật thành trụ hoại không, lại thấy tất cả đất nước gió lửa các đại tích tụ, cũng thấy tất cả thế giới vận hành với nhau đều nhờ địa luân giữ gìn mà an trụ, lại thấy đủ thứ núi biển, đủ thứ sông ngòi, đủ thứ cây rừng, đủ thứ cung điện như là cung điện trời, cung điện rồng, cung điện dạ xoa, cho đến cung điện phòng ốc của ma hầu La Già, người chẳng phải người, lại thấy địa ngục súc sinh, cõi Diêm La Vương, tất cả chỗ ở, tất cả các cõi luân chuyển sinh tử đến đi, chúng sinh tùy theo nghiệp mình đã tạo mà thọ đủ thứ quả báo, thảy đều khác biệt, thiện tài đồng tử chẳng có gì mà chẳng thấy, lại thấy tất cả thế giới khác nhau, nhìn là hoặc có thế giới tạp uế, hoặc có thế giới thanh tịnh, hoặc có thế giới hướng về tạp uế, hoặc có thế giới hướng về thanh tịnh, hoặc có thế giới tạp uế thanh tịnh, hoặc có thế giới thanh tịnh tạp uế, hoặc có thế giới thuần thanh tịnh, hoặc có thế giới hình bằng phẳng, hoặc có thế giới úp, hoặc có thế giới nghiêng, thiện tài đồng tử lại thấy tất cả đủ thứ thế giới khác nhau, như là hoặc có thế giới tạp nhiễm ô uế, ví như thế giới ta bà đầy ác năm trược chúng ta đang sống, hoặc có thế giới thanh tịnh, hoặc có thế giới dần dần hướng về tạp uế, hoặc có thế giới dần dần hướng về thanh tịnh, hoặc có thế giới tạp uế thanh tịnh lẫn nhau, hoặc có thế giới thanh tịnh tạp uế, hoặc có thế giới thuần thanh tịnh, hoặc có thế giới hình bằng phẳng, hoặc có thế giới úp, hoặc có thế giới nghiêng, tất cả thế giới như vậy trong tất cả các cõi đều thấy vị dạ thần phổ kính chúng sinh trong tất cả thời tất cả mọi nơi, tùy theo hình tướng lời nói hành vi hiểu biết khác nhau của các chúng sinh mà dùng sức phương tiện khéo hiện ra ở trước họ, tùy nghi hóa độ. Tất cả thế giới như vậy trong tất cả các cõi, thiện tài đồng tử đều thấy vị dạ thần phổ cứu chúng sinh trong tất cả thời tất cả mọi nơi, tùy theo hình tướng lời nói hành vi hiểu biết khác nhau của các chúng sinh mà dùng sức phương tiện khéo hiện ra ở trước họ, tùy nghi căn cơ của chúng sinh để giáo hóa độ thoát họ, khiến cho chúng sinh địa ngục khỏi các khổ độc, khiến cho chúng sinh súc sinh không tham ăn nuốt nhau, khiến cho chúng sinh ngạ quỷ không còn đói khát, khiến cho các loài rồng để tất cả sự sợ hãi, khiến cho chúng sinh dục giới lìa khổ dục giới, khiến cho chúng sinh cõi người lìa sợ đêm tối, sợ mắng nhiếc, sợ tiếng xấu, sợ đại chúng, sợ chẳng sống, sợ chết, sợ đường ác, sợ dứt căn lành, sợ thối bồ đề tâm, sợ gặp ác tri thức, sợ lìa thiện tri thức, sợ rơi vào bậc nhị thừa, sợ đủ thứ sinh tử, sợ chúng sinh khác loài cùng ở với nhau, sợ thọ sinh vào giờ sống, sợ thọ sinh trong đoài giống ác, sợ tạo nghiệp ác, sợ nghiệp phiền não chướng, sợ chấp trước các tượng trói buộc, các sự sợ hãi như vậy đều khiến cho xả lìa vì dạ thần, khiến cho chúng sinh địa ngục khỏi các thống khổ và độc hại, khiến cho chúng sinh súc sinh không tham ăn nuốt hại nhau, khiến cho chúng sinh ngạ quỷ không còn thống khổ đói khát, khiến cho các loài rồng để tất cả sự sợ hãi về cát nóng, khiến cho chúng sinh dục giới lìa khỏi đủ thứ thống khổ tham ái dục niệm của dục giới, khiến cho chúng sinh cõi người lìa khỏi sự sợ hãi đêm tối, sợ hủy báng mắng nhiếc mình, sợ tiếng xấu mất danh tiếng, sợ oai đức của đại chúng, sợ mình phải chết chẳng còn sống, sợ chết mất, sợ đường ác, sợ mình rất mất căn lành, sợ mình thối thất tâm bồ đề, sợ gặp ác tri thức, sợ xa lìa thiện tri thức, có trí huệ, sợ rơi vào bậc nhị thừa, thanh văn và duyên giác, chẳng phát tâm đại thừa Bồ Tát, sợ đủ thứ sinh tử, sợ chúng sinh khác loài cùng ở với nhau, sợ thọ sinh vào thời ác, như sợ thọ sinh vào thời chiến loạn chẳng thái bình, hoặc lại sợ thọ sinh trong loài chủng tộc gia đình ác, sợ mình tạo nghiệp ác, sợ mình tạo nghiệp chướng phiền não, sợ chấp trước các vọng tưởng trói buộc, đủ thứ các sự sợ hãi như vậy, vị dạ thần đều khiến cho năm nẻo chúng sinh xả bỏ lìa khỏi, lại thấy tất cả chúng sinh đoạn sinh thai sinh thấp sinh hóa sinh, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng chẳng không tưởng, khắp hiện ở trước họ thường siêng cứu hộ. Thiện tài đồng tử lại thấy tất cả chúng sinh, ví như noãn sinh sinh bằng trứng, trứng do tưởng mà sinh, thai do tình mà có, thấp sinh ẩm ướt do hợp mà cảm, hóa sinh,
hóa do ly mà ứng, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng chẳng không tưởng. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói về thế giới điên đảo và chúng sinh điên đảo rằng: A Nan, thế nào gọi là thế giới điên đảo? Thị hữu sở hữu phân đoạn vọng sinh, do đây mà thế giới thành lập, chẳng phải nhân sở nhân, vô trụ sở trụ, rời đổi chẳng trụ, do đây mà thế giới thành. Ba đời bốn phương hòa hợp tương bộ, biến hóa chúng sinh thành 12 loài. Vị dạ thần khắp thị hiện ở trước chúng sinh 10 loại này, thường xuyên cứu hộ hết thảy điên đảo chúng sinh, khiến cho họ liều khổ được vui. Vì thành tựu đại nguyện lực của Bồ Tát, vì thâm nhập sức tam muội của Bồ Tát, vì kiên cố sức thần thông của Bồ Tát, vì sinh ra sức hạnh nguyện của Phổ Hiền, vì tăng trưởng rộng lớn biển đại bi của Bồ Tát, vì đắc được đại từ vô ngại che khắp chúng sinh, vì đắc được vô lượng hỷ lạc ban khắp cho chúng sinh, vì đắc được trí huệ phương tiện nhập khắp tất cả chúng sinh, vì đắc được thần thông tự tại giải thoát rộng lớn của Bồ Tát, vì nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, vì giác ngộ thấu rõ tất cả các pháp, vì cúng dường tất cả chư Phật, vì thọ trì tất cả Phật giáo, vì tích tụ tất cả căn lành, tu tất cả diệu hạnh, vì vào biển tâm của tất cả chúng sinh mà không chướng ngại, vì biết các căn của tất cả chúng sinh giáo hóa thành thục, vì thanh tịnh tín hiệu của tất cả chúng sinh trừ diệt ác chướng của họ, vì phá trừ vô tri đen tối của tất cả chúng sinh, vì khiến cho đắc được nhất thiết trí thanh tịnh quang minh. Tại sao vị dạ thần phải thị hiện trước các loài chúng sinh như đã nói ở trên? Là vì thành tựu đại nguyện lực của Bồ Tát, vì thâm nhập sức tam muội của Bồ Tát, vì kiên cố sức thần thông của Bồ Tát, vì sinh ra sức hạnh nguyện của Phổ Hiền, vì tăng trưởng rộng lớn biển đại bi của Bồ Tát, vì đắc được đại từ vô ngại che khắp chúng sinh, vì đắc được vô lượng hỷ lạc ban khắp cho chúng sinh, vì đắc được trí huệ phương tiện nhiếp khắp tất cả chúng sinh, vì đắc được thần thông tự tại giải thoát rộng lớn của Bồ Tát, vì trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật, vì giác ngộ thấu rõ tất cả các pháp, vì cúng dường tất cả chư Phật, vì thọ trì tất cả Phật giáo, vì tích tụ tất cả căn lành, tu hành tất cả diệu hạnh, vì vào biển tâm của tất cả chúng sinh mà không chướng ngại, vì biết các căn của tất cả chúng sinh giáo hóa thành thục, vì thanh tịnh tín hiệu của tất cả chúng sinh trừ diệt ác chướng của họ, vì phá trừ vô tri đen tối của tất cả chúng sinh, vì khiến cho đắc được nhất thiết trí thanh tịnh quang minh. Đoạn kinh này biểu rõ hóa hiện trong ý, vì thành tựu các pháp thông năng sở hóa. Bấy giờ thiện tài đồng tử thấy thần lực của vị dạ thần đó như vậy, cảnh giới thâm sâu không thể nghĩ bàn, khắp hiện điều phục tất cả chúng sinh, Bồ Tát giải thoát rồi. Hoan hỷ vô lượng cúi đầu đảnh lễ, một lòng chiêm ngưỡng. Bấy giờ vị dạ thần đó lập tức xả bỏ tướng Bồ Tát trang nghiêm, khôi phục lại thân hình như cũ mà chẳng xả bỏ thần lực tự tại của mình. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy đại oai thần lực của vị dạ thần phổ cứu chúng sinh diệu đức đó như vậy, cảnh giới thâm sâu không thể nghĩ bàn, khắp hiện điều phục tất cả chúng sinh, Bồ Tát giải thoát tam muội rồi. Hoan hỷ vô lượng bèn cúi đầu đảnh lễ vị dạ thần, một lòng chiêm ngưỡng thiện trí thức, đây là thân tâm kính trọng. Lúc đó vị dạ thần đó lập tức xả bỏ tướng Bồ Tát trang nghiêm biến hóa, khôi phục lại thân hình như cũ mà chẳng xả bỏ thần lực tự tại của mình. Bấy giờ thiện tài đồng tử cùng kính chắp tay đứng qua một bên dùng kệ khen ngợi rằng: Con thiện tài thấy được đại thần lực như vậy, tâm con sinh hoan hỷ, nói kệ để khen ngợi. Lúc đó thiện tài đồng tử cung kính chắp tay bèn đứng qua một bên dùng kệ khen ngợi vị dạ thần rằng: Con thiện tài đồng tử thấy được đại thần lực như vậy, tâm con sinh đại hoan hỷ, cho nên nói bài kệ để khen ngợi công đức của ngài. Con thấy thân ngài đẹp, các tướng dùng trang nghiêm, ví như sao trong không, tất cả đều nghiêm tịnh. Con nhìn thấy thân của tôn giả rất đẹp, dùng 32 tướng tốt để trang nghiêm, giống như những vì sao trong hư không, tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp. Phóng ra quang thủ thắng, vô lượng cõi số bụi, đủ thứ sắc tốt đẹp, chiếu khắp trong mười phương. Ngài phóng ra quang minh thủ thắng, nhiều vô lượng như số hạt bụi cõi Phật, chiếu soi chúng sinh, khiến cho họ nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. Đủ thứ sắc tướng tốt đẹp của Ngài chiếu soi khắp trong mười phương thế giới.